Vâng, em xin chào các bác. Đấy, thì hôm nay thì nhà em khá là bận đóng hàng nên là có những các cái mà clip nó chưa kịp lên đấy, thì là xin các bác chờ vào ngày hôm sau vậy nhé. Thì là hôm nay là em test bàn giao cái con X7 này cho anh khách ở. Ở cái tỉnh gì đấy? Tỉnh nào quá các bác ạ? Thái Yên, Công Chính, Nông Cống, à Thanh Hóa, Nông Cống, Thanh Hóa rồi. Thanh Hóa em ở đây anh ghi là Thanh Ma nhá. Số đuôi điện thoại là 9126 đấy. 9126 nhá. Đấy. 9126 nhá. X7 nhá. Đấy. Đây. Thì đây là chức năng điện thoại này, công suất này. Đấy thì các anh muốn chuyển sang đường điện thoại thì anh ở input ở đây và chuyển sang đường line nhé. Em test bàn giao qua cho anh luôn. Còn đâu là ở đây là đây nha, đây. Còn ở đây là em cũng nói rồi đấy, em nhà em không bao chạy CD MD, các bác về các bác tự test MD với CD nhá. Đấy, đường quang cắm ở đây. Muốn làm giải mã quang AV thì mình cắm dây quang vào đây và ao tín hiệu từ đường tiếp ao ra này, từ đường thứ hai tiến xuống nhá. Đấy, đưa xuống âm đi nó sẽ ra tiếng nhá. Đấy. Đấy. Còn ở đây là đường điện thoại đang có tiếng bình thường này. Hai bên là đều đang có tiếng này. Nút tay trắng và tay đỏ có tiếng này. Ai cho tôi tình yêu tôi xin sớm tay mưa sớm và đón người đi vào tim tôi bằng một chiếc con này công suất của nó 48W hay 46W gì đấy, nhưng biết chỉ là mơ nên lòng đất nước hàng mới đưa ra bình nhá. Còn đi và nó có thể kéo một cặp loa bát của 46 như thế kia. Tên gọi tên tình chưa đổ bên nẻo mô mà đường điện thoại này, muốn nghe đường quang ở input chuyển sang đường digital nhé. Đấy, nó chạy ok rồi các bác thấy không? Bộ này thì được khuyến mại một bộ dây quang, một dây điện thoại và một đường nguồn. Đấy thì đây là con cuối cùng của cái nô mà được khuyến mại rồi. Đấy, bác nào lấy con này thì alo cho bên em nhé. Để bên em kiếm xem còn con nào không thì bên em sẽ báo lại nhá. Đấy. Và giá cả như này bên em sẽ báo luôn cho các bác nhá. Ok nhá, 1.250.000. Đấy, con này của bác ở Thanh Hóa đã xong nhá. Đấy, em test cho bác là đường điện thoại đường quang chạy rồi. Còn cái CD đây thì cái này các anh về anh tự test nhá. Đấy. MD cũng thế nhá. Hai cái này là em nó có nói rõ rồi, em không báo chạy các chức năng này. Về mọi người tự test nhá. Đấy. Được thì dùng, không được thì bỏ. Đấy. Còn thích được nữa thì là mang ra thợ. Nhá. Nếu mà không được có thể mang ra thợ nhờ thay mắt. Đấy. Cái con máy này thì nó còn một ít các cái băng dính ở trên mặt em chưa nấu hết nhá. Thì về thôi bác chịu khó nấu giúp em nhá. Cái khăn ẩm hoặc là nếu mà có cái RB7 hoặc cái Sikana có thể bôi ra đây xong rồi nấu nhanh nhá, nấu nhanh luôn nhá. Đừng ủ nhá, đừng ủ. Ủ em sợ là có thể là nó sẽ bị ảnh hưởng đến cái lớp sơn nhá. Nên nếu dùng Sikana thì bôi vào đây một tí xong rồi chờ một tí xíu xong nấu luôn nhá. Ok chưa? Hoặc là dùng khăn ẩm nấu cũng được. Dùng khăn ẩm nấu thì nó sẽ mất thời gian hơn nhá. Tuyệt đối không dùng xăng nhá. Tuyệt đối dùng xăng nhá. Xăng bay màu sơn thì lại dở hơi ra nhá. Ok. Em xin kết thúc video ở đây và xin hẹn gặp lại các anh ở những video tiếp theo của bên em nhé.